Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tớ nha. Tiếp tục hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một ý tưởng mới. Đây là chia sẻ với các bạn cách làm một chiếc khung ảnh để bàn cực kỳ là đơn giản từ các mẫu ống hút này nha các bạn này. Thì không để các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ sử dụng tới đấy là mẫu ống hút màu tím này, màu vàng, màu xanh và màu trắng. Thì bước đầu tiên mình sẽ sử dụng đấy là cắt hai đoạn ống hút màu tím này với diện tích đấy là 2 cm nha các bạn này. Vâng, một đoạn đầu tiên này. Đây là đoạn thứ hai các bạn nha. Thì như vậy mình đã cắt xong được mẫu ống hút màu tím này rồi. Tới mẫu ống hút màu vàng này, mình sẽ cắt một mẫu ống hút đoạn ống hút với diện tích là 2 cm. Tiếp tục tới đoạn ống hút màu xanh da trời. Mình sẽ cắt tiếp với diện tích đấy là 2 cm và mình sẽ cắt hai mẫu nha các bạn này. Ok, sau khi mà mình đã cắt xong được 4 5 mẫu đoạn ống hút với diện tích đấy là 2 cm này rồi. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng tới đoạn ống hút màu trắng này và mình sẽ luồn các cái mẫu ống hút của mình vào, màu vàng đầu tiên xong đến màu xanh. Xong với màu xanh tiếp hai bên này các bạn này. Tiếp tục sẽ tới màu tím này. Ở đây màu tím này. Và sau khi mình đã cho các cái mẫu ống hút của mình vào rồi, tiếp tục mình sẽ sử dụng thước này. Mình sẽ bắt đầu chia khoảng cách để mình gắn keo cho các cái mẫu ống hút của mình nó được đều nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cho một chút keo vào đầu. Đấy là 10 cm các bạn nha. Mình sẽ chia cái khoảng cách của mẫu ống hút này ra. Tiếp theo tới mẫu ống hút đấy là màu xanh, sẽ gắn ở điểm 5,5 cm. Phóng nha. Báo về sớm tối vơi chưa. Và tiếp tục mình sẽ gắn tiếp tới mẫu ống hút màu xanh các bạn nhé. Mình sẽ gắn đoạn ống hút màu xanh này với chỗ điểm 14,5 cm này. Ok. Tiếp tục tới mẫu ống hút màu tím này, mình sẽ cách ra một chút và mình sẽ gắn ở điểm 19 cm này các bạn nhé. Và tiếp tục mình sẽ gắn tiếp ở đường dưới này. Ok, như vậy sau khi mà mình đã gắn được các cái khoảng cách cho các cái đoạn ống màu sắc của mình để mình trang trí cho cái ống của mình nó được đẹp hơn. Thì tương tự như vậy mình sẽ cắt tiếp mà sử dụng các cái mẫu ống hút này, cắt các đoạn ống hút 2 cm và mẫu ống hút màu trắng này để tạo ra hai thanh ống giống như mình vừa hướng dẫn các bạn làm nhé. Và như vậy sau khi mà mình cũng đã làm các bước để tạo ra một đoạn ống rất là xinh xắn và rực rỡ màu sắc này rồi, thì mình đã có 3 mẫu ống hút nhiều màu sắc các bạn nha. Thì bước tiếp theo mình sẽ gắn sử dụng keo này. Mình sẽ gắn các mẫu ống hút này lại với nhau để tạo ra một thanh một mẫu ống 3 nha các bạn này. Đây, mình sẽ để que cái thước lên để cho nó không bị lệch các bạn nhé. Mình sẽ giữ một chút để cho keo nó khô các bạn nhé. Sau khi mà keo đã khô rồi thì mình đã gắn xong được một đoạn ống 3 rất là đẹp nha các bạn này. Tương tự như vậy mình có chuẩn bị thêm 3 mẫu ống giống nhau này. Và bước tiếp theo mình sẽ bắt đầu gắn các cái mẫu ống này. Thì mình có sử dụng thêm một mẫu tờ giấy tượng trưng cho bức ảnh của mình các bạn nhé. Và bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ bắt đầu làm luôn. Đây, mình sẽ bắt đầu xếp các cái mẫu ống này sao cho nó vừa với nhau để mình có thể gắn keo vào nha.
Ok, như vậy thì mình cũng đã sắp xếp được gần như là ok rồi đấy các bạn nhá. Thì bây giờ thì mình chỉ việc sử dụng tờ giấy này này. Mình sẽ xê căn cho nó đều phát này. Mình sẽ đặt mẫu tờ giấy này vào với bức các cái mẫu ống hút này trước nha. Mình sẽ gắn trước này. Bây giờ thì mình chỉ việc sử dụng keo nến này, mình sẽ gắn trực tiếp luôn này. Ok, tới bên này mình cũng gắn luôn nhá. Tương tự như vậy thì mình sẽ gắn bên này luôn này. Và tiếp tục đường này mình gắn luôn nha các bạn. Như vậy thì mình gắn trước cái phần giấy này trước này. Và như vậy mình đã gắn xong nha các bạn ơi. Thì tương tự thì mình sẽ gắn tới cái phần trên này luôn. Mình sẽ gắn trực tiếp vào luôn này. Và mình sẽ gắn tới các cái thanh ống hút của mình. Ok, và bên dưới này mình cũng làm tương tự nhé. Vâng, và như vậy thì mình đã gắn xong được chiếc khung của mình rồi. Quá là xuất sắc và đẹp luôn các bạn nha. Quá là rực rỡ luôn. Thì mình đã có một chiếc khung hoàn hảo này. Và như vậy thì sau khi mà keo đã khô thì mình đã có một chiếc khung quá là đẹp rồi các bạn nha. Với tiếp theo này, mình sẽ sử dụng tới hai mẫu ống hút màu đỏ này. Và mình sẽ gắn trực tiếp cái phần ống hai ống này với nhau. Sau khi mà keo đã khô thì mình đã có thêm chuẩn bị thêm đấy là một chiếc đây là mình làm thêm một thanh ống đôi như này. Thì mình sẽ bắt đầu gắn trực tiếp cái phần mẫu ống của mình nha. Thì đây là chiếc chân trống để mình có thể gắn cho cái khung của mình nó được đảm bảo và có chân trống các bạn nha. Ok, mình sẽ đặt vào giữa trước này. Ok luôn. Sau khi gắn xong được rồi thì mình sẽ mở nó ra này. Và mình sẽ giữ để cho hai cái chân này nó được chắc chắn và nó sẽ là cái chân trống để chống cái bức ảnh này lên đó các bạn này. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Và mình sẽ chờ keo khô này. Như vậy keo đã khô rồi thì mình đã có hai cái chân cho chống cho bức ảnh của mình khá là chắc chắn và ok bạn nha. Và mình sẽ ghi thêm một cái chữ photo trên này, có nghĩa là nơi để ảnh nha các bạn này. Thì như vậy mình đã hoàn thành xong một chiếc khung ảnh để bàn quá đẹp luôn các bạn nha. Quá là đơn giản. Vào đây mình sẽ cho các bạn xem toàn cảnh này. Một chiếc khung ảnh quá xuất sắc. Và như vậy thì chiếc khung ảnh của mình quá là đẹp các bạn nha, quá là đơn giản mà đẹp luôn. Đây. Và như vậy thì sản phẩm của mình ngày hôm nay cũng đã hoàn thành xong. Nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.